Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Annie Truyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 98 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 98 Tiêu giao trong thời đại hỗn loạn đen tối ánh chiều tà quyến luyến cỏ xanh um tùm ra khỏi địa ngục cốc chứng khí sâu nặng thú ăn thịt người hoành hành từ biệt sơn thôn từ nhỏ lớn lên thiếu niên không biết gì về ngoại giới lại vác hành lý trên lưng yên lặng đuổi theo cô gái phía trước ngươi đi theo ta làm gì hồng liên lạnh lùng quay đầu liếc nhìn thiếu niên này ta lo lắng một mình ngươi đi thương thế của ngươi lại chưa khỏi hẳn hồng liên lại châm chọc cười lạnh một tiếng ngay cả ngươi cũng dám thương hại ta Ngươi không sợ ta giết chết ngươi sao? Lưu Thạch lại thấp giọng nói. Ngươi sẽ không giết ta. Vị hôn thê cùng với nhạc phụ của ngươi đều là do chính tay ta giết chết. Có gì mà không dám giết ngươi? Lưu Thạch cúi đầu, hốc mắt đỏ hồng. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn rất khó bỏ qua. Chính mình một lần cũng muốn giết chết người phụ nữ nhẫn tâm này, nhưng hắn lại không hạ thủ được. Khuôn mặt ác độc nhưng xinh đẹp khiến cho hắn lùi bước. Nhìn thấy, liền lại không dám dơ vũ khí lên với ả người tại sao lại giết chết bọn họ không giết chết bọn hắn ta sẽ chết hồng liên không bao giờ nghĩ rằng mình làm sai à muốn sống người nào cản trở phải chết thế giới này kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu người yếu không nên còn sống lưu thạch im lặng không nói gì nhưng mà vừa không muốn cãi lại vừa không muốn phê bình hắn chỉ yên lặng theo sát sau lưng ả hắn biết chính mình lựa chọn đường đi mà chính mình sẽ đi không có đường quay lại Hồng Liên lại khẽ hừ một tiếng, không để ý đến người này, lại đi thẳng về phía trước. À rất cẩn thận, biết Hoàng Bắc Nguyệt là vua của lính đánh thuê, thế lực khổng lồ rất dễ dàng bị nhận ra, cho nên dọc đường đi, à che mặt. Trời tối đen, bọn họ dự định đặt chân tại một thị trấn nhỏ, Lưu Thạch đi tìm khách điếm, mà à dự định ở đây liên lạc với người của Điện Quang Diệu. Mặc dù đã thua, thôn thiền hồng máng cũng lại chẳng biết ở đâu rồi, thánh quần ban cho dòi hỏa thần cũng đã đánh mất, nhưng à là Hồng Liên, điện quang diệu chỉ có một mặc liên và một hồng liên à chuẩn bị tư tưởng trở về sẽ bị phạt mặc kệ trừng phạt là gì à cũng sẽ nguyện ý tiếp nhận nhưng mà à sẽ nhớ kỹ thù này với hoàng bắc nguyệt đời này sẽ không bỏ qua cho nàng ta lúc ban đầu bởi vì chạy trốn à đã giết chết giang nhi đem toàn bộ vật của ả à đặt ở trong người của giang nhi hiện giờ trên người cái gì cũng không có tuy nhiên à biết điện quang diệu ở từng nơi có thám tử à biết ám hiệu liên lạc tới bọn họ là có thể trở về được điện quang diệu À, ở trấn nhỏ phía đông bắc tìm ra khắp ngõ ngách cầm lên một hòn đá đang muốn nhớ kỹ liên lạc trước mắt đột nhiên có cảm giác cực kỳ quen thuộc dậy lên trong lòng nhất thời chống ngực đập rất nhanh hô hấp ngừng lại Hồng liên đột nhiên quay đầu lại chỉ thấy người đến người đi ở trong chợ đêm tại trấn nhỏ này có một thiếu niên mặc đồ đen dẫn theo một đèn hoa đăng đi qua lại giữa dòng người sắc mặt tái nhợt bị ánh đèn chiếu ra vài phần đỏ ửng khiến cho hắn thoạt nhìn sinh động và chân thực. Hồng liên lại mở hai mắt ra để nhìn. Trong tay, hòn đá kêu leng keng rơi xuống một tiếng, trái tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặc Liên. Không sai, đó chính là Mặc Liên. À Vinh Viễn nhớ kỹ dưới khóe mắt của hắn có một cây hoa kết ngạnh màu đen, đó là ấn ký từ nhỏ. Mặc Liên. À vội vã đứng dậy, thực sự là tốt quá, ở chỗ này lại gặp gỡ được Mặc Liên, cũng không cần phải lãng phí thời gian liên lạc với ai khác có thể cùng với Mạc Liên cùng nhau quay về điện Quang Diệu. À vội vã sửa lại tóc và y phục trên người, lấy xuống khăn che mặt, sợ mặc Liên không nhận ra mình đã tới. Nhưng mà lập tức nghĩ mặc Liên không nhìn thấy gì, vừa lại không nhịn được cười, chính mình đúng là quá kích động rồi. Hít sâu một hơi, chậm rãi đề về hướng Mạc Liên. Bước đường ngắn ngủi, à lại đi tới mà cảm giác giống như cả đời dài răng rặc. Có lẽ bởi vì chính mình quá kích động, lại đi một bước tới. Ngay cả đi bao nhiêu bước à cũng cực kỳ rõ ràng. 16 bước, 17 bước tới gần, lại có thể nhìn thấy mặc Liên ngẩng đầu lên, cây hoa kết ngạnh dưới ánh đèn hoa đang giống như sáng rực. À chống ngực lại càng đập nhanh, ngay lúc này lại đột nhiên nghe thấy mặc Liên lại hô lên một tiếng. Hồng Liên Trái tim của ả à suýt dưới chút nữa ngưng đập, nước mắt trong suốt ngấn đầy, trong hốc mắt. Hắn cũng có cảm giác là ả à tới gần rồi sao? Mặc liên, mặc liên, cho dù là mắt của ngươi không nhìn thấy, người cũng vẫn cảm giác ra được sự tồn tại của ta. À cười, mừng quá hóa khóc, suýt chút nữa lại chạy như điên về hướng Mặc Liên. Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên có một giọng nói thanh thúy và lanh lạnh. "Ở chỗ này." Mặc Liên trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười, lập tức xoay người, đi đến chỗ tiếng nói đó. Hắn như vậy mà cười. Mặc Liên, hắn như vậy mà cười. Nhiều năm làm bạn chưa từng thấy hắn cười. À lại còn tưởng rằng dung nhan tái nhợt vĩnh viễn vặn lặng. Lại còn tưởng rằng cây hoa kết ngạnh màu đen đó đại biểu cho sự cô độc và lạnh lùng. Vậy cho nên hắn không bao giờ cười. Nàng cũng lại chẳng quá cảm thấy kỳ quái. Nhưng khi nhìn hắn cười, Hồng Liên lại cảm giác mặc liền cực kỳ xa lạ. Nhìn theo hướng hắn đi qua, Hồng Liên cũng đi theo đó. Người đi đường từng bước một, từng bước một tránh ra. Sau đó ở chỗ ngọn đèn dầu lay lắt, có một người giống y như nàng đứng ở đó nhẹ nhàng nhăn mày cười yếu ớt ngọn đèn dầu phản chiếu vào trong ánh mắt ánh sáng ngọc giống như đầy trời sao nụ cười trên mặt hồng liên biến mất cuối cùng lại cứng ngắc đứng tại chỗ mặc liên cố gắng chen qua đám người đứng ở trước mặt cô gái sắc mặt đầy sự vui mừng giờ đèn lồng trong tay đưa cho nàng nhìn nhìn cô gái kể lắc đầu mặc liên người phải cố gắng theo ta nhiều người ở đây lắm rất dễ đi lạc. Nàng không chú ý tới đèn lồng của mình, mặc liên lại mất mát. Mười cái, thiết tệ. Ừ, có tiến bộ. hoàng mắc nguyệt lại dựng thẳng ngón cái, khen hắn một câu. Thấy hắn nở nụ cười tươi mới rồi nói. Thôi, không còn sớm nữa, về thôi. Mặc liên lại mừng khấp khởi đi theo nàng. Hồng Liên bề bộn đuổi theo Không phải Cô ta không phải là Hồng Liên ta mới chính là chưa chạy được hai bước liền đã bị người ta bắt được. Lưu Thạch khẩn trương nói: người không phải là nói không thể nào để lộ diện trước mặt nhiều người sao? người sẽ bị kẻ thù của ngươi đuổi giết. vừa nói Lưu Thạch vội vã kéo ả à rời đi thuận tiện lấy khăn che mặt bịt kín mặt của ả. À. rất nhiều người ở đây bị phát hiện ra thì cực kỳ bi thảm. hắn lúc nào cũng nhớ kỹ ả à nói là bị kẻ thù đuổi giết mới rơi vào trong địa ngục cốc. ả à ra bên ngoài cũng không hề an toàn bởi vì kẻ thù có rất nhiều cơ sở ngầm vậy cho nên ả à mới từng giây từng phút phải che mặt hoàng bắc nguyệt mang theo mặt liên đi về phía trước vài bước đột nhiên lại có cảm giác rất quái dị nàng nghi hoặc quay đầu liếc nhìn người đến người đi giống như nước chảy ánh mắt cứ quét qua một vòng không có chỗ nào khả nghi nhưng mà vừa rồi cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm hiện tại lại không thấy đại khái là nàng rất cảnh giác nên có thể sinh ra ảo giác tuy nhiên không thể nào khinh thường được nàng phải từng giây từng phút bảo trì cảnh giác mới được. Không suy nghĩ nhiều, bọn họ trở về khách điếm nghỉ ngơi, sáng mai vẫn còn phải lên đường nữa. Buông tay Bị kéo vào trong ngõ hẻm, Hồng Liên không cam lòng bỏ qua Lưu Thạch, phẫn hận cắn môi đỏ mọng, chảy cả huyết. Lưu Thạch nhìn bộ dạng này của ả, Công một chút lo sợ, liền không dám lùi kéo ả nữa, vội vã buông tay. Hắn từ nhỏ khí lực hơi lớn, trong thôn lại chẳng có ai so bì được với hắn. Người đừng có nóng giận Vừa rồi bên ngoài rất nhiều người Ta lại chỉ sợ người sẽ bị phát hiện ra Phát hiện ra thì sao Ta mới là Hồng Liên Hồng Liên thực sự là ta Hồng Liên điên cuồng hô to Cơn giận vẫn chưa tiêu tán Nhớ tới một màn vừa rồi Cảm giác lòng đau như cắt Mặc Liên lại đem người khác trở thành ả sao Người nọ mặc dù dùng mạo giống với ả như đúc, giọng nói cũng là cực độ tương tự, nhưng không phải là ả. Trong đầu tái hiện hình ảnh ngày đó, mỗi một lần xuất hiện khuôn mặt của nữ nhân kia cũng lại thống hận đến nghiến răng nghiến lợi hoàng bắc nguyệt người lại còn giả trang thành ta ở bên cạnh mặc liên hắn lại còn đơn thuần không biết gì nhưng mà ngươi lại còn cho rằng có thể lừa dối hắn cả đời sao đồ giả vĩnh viễn đều là đồ giả ả à, lạnh lùng nói lưu thạch lại chẳng hiểu ả à nói cái gì thiệt hay giả chỉ biết ả à hiện tại rất kích động nhưng hắn sẽ không đi lại ra bên ngoài Ta đã tìm ra được một khách điếm Mặc dù phòng hơi nhỏ một chút Nhưng mà chấp nhận qua một đêm đi Lưu thạch tâm địa thuần phát Mà kệ à điên cuồng hay không Trong lòng lại muốn tốt với à, Liền đối xử rất tốt Hồng Liên cắn môi yên lặng suy nghĩ Lưu thạch lại nói Được rồi Người nói muốn liên lạc với người nhà của người Vậy liên lạc được chưa Trước Không liên lạc Tại sao Lưu Thạch rất khó hiểu Trước đây, ả à vẫn rất sốt ruột, thường cũng không thèm dưỡng tốt, kiên trì đi ra khỏi địa ngục cốc, nói muốn tới liên lạc với người nhà, tại sao bây giờ lại thay đổi chủ ý? Hồng Liên lạnh lùng nói, ta tự có dự định của ta, không cần ngươi lắm mồm. Lưu Thạch cúi đầu, hắn không phải là muốn quản chuyện của ả, à, chẳng qua muốn quan tâm thêm ả à một chút mà thôi. Hai người chậm rãi trở lại khách điếm, Lưu Thạch từ nhỏ sinh hoạt tại địa ngục cốc, trên người tất nhiên tất cả những tiền của hắn đều phải lấy hết ra chỉ thuê được một gian phòng rất nhỏ hồng liên cứ như vậy vào phòng đóng cửa lại hắn chỉ có thể ngủ bên ngoài giữa một mùa đông cả đêm giá lạnh sáng sớm ngày hôm sau hoàng bắc nguyệt lại mang mặc liên xuất phát hướng về nước nam dực bọn họ không dự định đi rừng rậm phủ quang mặc dù rất gần nhưng mà gần đây rất nhiều lính đánh thuê nàng không muốn đụng phải phiền toái bởi vậy lựa chọn đường đi lâu hơn một chút nhưng mà chỉ còn đường thủy phiền phức nước tây nhung thiên nhiên bưng biển nước mưa dư thừa trong nước sông chẳng chịt vì vậy vận tải đường thủy cực kỳ phát đạt sông lớn đi về hướng nam tên là vũ thần hà một trong những sông lớn nhất của nước tây nhung là đường thông thương trọng yếu với phía nam sông này rất rộng lớn cho dù có là mùa đông đội thuyền vãng lai vẫn không ngừng qua lại hoàng bắc nguyệt mua một chiếc thuyền lớn mướn 4 đến năm người trèo thuyền cùng với những công nhân Mang theo Mặc Liên lên thuyền đi về hướng nam. Dọc đường này mưa rền gió dữ chỉ hoãn cả một thời gian nhưng mà còn lại coi như vững vàng. Hoàng Bắc Nguyệt nắm chắc thời gian nghiên cứu toàn quyền thiên phạt, thường thường lại trao đổi một chút với yểm, mà Mặc Liên chỉ là một mình mân mê vài thứ hắn mua, phát hiện ra thích thú thì lấy cho nàng. Bốn năm ngày sau, thuyền bọn họ đã tiến vào bên trong cảnh nội nước Nam Dực, dần dần đã có thể nhìn thấy trên bầu trời mây đen càng ngày càng ít, lộ ra sắc trời xanh lam gió nhẹ hiền hòa, kẻ khác vui vẻ và thoải mái. Hoàng Bắc Nguyệt đi ra khỏi khoang thuyền, trong bong thuyền rất mỏi lưng, trời xanh và ánh mặt trời, thực sự lâu lắm rồi không gặp. Giống như là từ thời đại bóng tối, trong nháy mắt trở lại một thế giới như ánh sáng. Rất xa, có một tiếng hát nữ nhân truyền tới, nương theo tiếng đàn dễ nghe, phiêu đáng tại núi sông. Tiếng ca cao nhã và có nhịp điệu, tuyệt đối không phải là thôn ca sơn dã bình thường tại thơm sơn cung cấp này lại nghe thấy một tiếng hát như vậy trong nháy mắt lại trượt hiểu đó là một vị đại quý tộc nào đó mở ra yến hội hoàng bắc nguyệt lại chậm rãi đi tới cầu thuyền nghiêng tai lắng nghe không kìm lòng được lại đi theo tiếng ca ưu nhã và giai điệu trầm bổng đó Diệu ca diệu ca rời đi cuộc sống quý tộc đã lâu tình cảnh phong nhã cơ hồ đã quên mất lão trương bên cạnh có người giàu sao Hòa Bắc Nguyệt lại quay đầu hỏi người chèo thuyền. Lão Trường nửa đời người chèo thuyền ở nước Tây Nhung và nước Nam Dực, đối với đường thủy cực kỳ quen thuộc, hỏi hắn không thể nào sai. Lão Trường hiền lành rộng lượng, khoảng hơn 60 tuổi, cười đùa nói. Hồng Liên cô nương cứ nói đùa, nơi này đất hoàng núi vắng, chỉ có vài hộ dân, làm gì có người giàu có. Vậy thì tiếng ca này từ đâu mà truyền tới? Tuyệt vời và rất dễ nghe, không giống với ca giao hương giã lão trường gật đầu hắn mặc dù là một người thô hào chẳng có kiến thức tuy nhiên nghe tiếng ca và nhạc đệm cũng lại cảm giác không có giống người thường ta thấy hình như gần đây có cái thuyền lớn có thuyền lớn quý tộc ngẫu nhiên cũng hay đi qua nơi này lão trường nói chỉ bình thường thương thuyền cũng lại không mang theo ban nhạc chỉ có quý tộc đi du lịch mới mang theo hoàng bắc nguyệt chợt hiểu thì ra là như vậy hồng liên cô nương nếu như mà người thích tiếng ca này, để lão hủ đẩy nhanh tốc độ, vượt qua phía trước thuyền lớn, cẩn thận mà lắng nghe. Lão Trương lại nhiệt tâm nói. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ đường thủy cũng lại phải mất vài ngày, trong lúc rảnh rỗi nghe một chút nhạc cũng không sao, vì vậy gật đầu đáp ứng. Lão Trương lập tức dặn dò thủy thủ màu chóng đẩy tốc độ, theo gió vượt sóng, đi về hướng tiếng ca. Thuyền lớn cách bọn họ không xa, hơn nữa dọc đường đi chạy rất thong thả, dù sơn ngoạn thủy chỉ còn nửa khắc giờ đã đuổi kịp bọn họ. Tiếng ca nghe rất rõ ràng, điệu nhạc say lòng người, nữ tử ca hát có một giọng nói ồn nhu, thoáng mang một chút thương cảm, giống như là tiếng hát là tâm ý tương tư, giữ lại hồi ức tình cảm. hằng đêm, tương tư hàng giờ trước mặt nước, trăng sáng chẳng chịt thương tâm, tưởng quân nhớ người, vài gấm khuynh hàn, tài họa dọc đường gang tấc, họa sâu như biển, nhớ lại hồi ức cũ, khi nào cùng nắm tay vào trường an ừ, thực sự là tuyệt tài không thể nào tả trên thuyền có một vài tiếng cười to quả nhìn là những người tri âm khi nào nắm tay vào trường an thật là muốn làm cho người ta thêm phiền muộn diệu nhi ngươi lại đây bổn vương lại muốn thưởng hậu hĩnh cho ngươi đa tạ vương ra nữ tử ca hát giọng nói ôn nhù không hát cũng đã đẹp sẵn hai chiếc thuyền chậm rãi đi tới thuyền lớn có hai tầng mái cong khắc hoa lụa mỏng điệp tuyết tầng trên vũ nữ mau chóng đi lại nhạc công ở một bên chuyên tâm tấu nhạc có một tiểu mỹ nhân mặc y phục màu tím trần thành đứng dậy uyển chuyển nhìn ra bên ngoài liền thấy trên một con thuyền khác đứng ở trên mũi thuyền là một thiếu nữ tuyệt sắc tà váy đỏ tung bay cô gái kia có khí chất diễm lệ đường hoàng làm cho mỹ nhân chấn động một chút nào nào bất động tại chỗ Diệu ca nhi làm sao vậy giọng nói quý tộc âm nhã vang lên tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy eo nhỏ nhắn của diệu ca trong tay quạt giấy nâng lên chiếc cảm tinh xảo của nàng để cho nàng ngước mặt nhìn lên vì có người ngoài ở đây mà diệu ca thần cận cùng với nam tử như vậy cho nên vẻ mặt giống như bị cảm lạnh kể cả nam tử mà nàng thích cũng lại khiến cho nàng xấu hổ đỏ mặt nam tử quý tộc ôn nhu cười rộ theo như ánh mắt của diệu ca nhìn về chiếc thuyền bên ngoài đồng dạng liếc mắt nhìn thấy thiếu nữ mặc y phục màu đỏ rực đứng ở đầu thuyền Ánh mắt hai người trong gió đối đầu Nụ cười ở trên mặt nam tử đột nhiên lại cứng đờ Trong tay quạt giấy cũng đột nhiên rơi xuống Diệu ca vội vã quỷ xuống Vương ra thứ tội Nam tử kia lại cũng chẳng để ý tới nàng Từng bước một đi về phía mép thuyền Kinh ngạc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt Hoàng Bắc Nguyệt cũng lạnh mắt nhìn hắn Vừa rồi trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói Nàng liền mơ hồ đoán ra được người trên thuyền là ai Dù sao hôm nay Cường giả tranh đấu không ngớt đại lục vẫn đục loạn lạc mà vẫn có người có thể sống được tiêu diêu và tự tại không tranh sự đời thực sự là hiếm thấy người này là luyện dược sư cấp cao nhất tại nước nam dực bên ngoài được phong vương là tiêu giao vương tống mịch năm năm trước cách biệt cho tới bây giờ gặp lại thời gian đã xa cố nhân nhưng mà lại chẳng thay đổi nhìn hắn vẫn phong thái ưu nhá thong dong bộ dạng di thế độc lập mà nàng đã không phải là cô gái ngây thơ khi trước năm tháng tạo hình khiến cho nàng lại càng tinh xảo và thành thục mặc kệ là khuôn mặt hay ánh mắt đều lại là sắc bén và lạnh lùng khác hoàn toàn với ngày xưa huống hồ nàng hiện tại là hồng liên khi thế tùy tiện càng phát ra vẻ tươi đẹp động lòng người càng nhìn càng say đắm Nguyệt Nhi Tiểu Giao Vương lại kích động nhìn nàng Viện mép thuyền suýt chút nữa thì ngã khỏi thuyền Mày mà Diệu Ca cơ trí Vội vã lùi kéo hắn lại Vương ra hãy cẩn thận Nơi này gió lớn Không Nguyệt Nhi Tiêu Gia Vương vẫn cố chấp đứng ở bên thuyền thân thể ló ra Nhìn nàng thật sâu sắc Bác Nguyệt Người có nhớ ta không Hòa Bác Nguyệt mỉa mai nhách môi Lạnh lùng nói <laughs> Người là ai Xưng tên ra Tiêu Gia Vương lại ngẩn ra Diệu ca lại cả giận nói Người đúng là làm càn Thấy Tiêu Gia Vương mà không quỳ xuống hành lễ Lại còn làm càn như vậy sao Ồ, Tiêu Gia Vương. À, hóa ra là một tên chế thuốc. Hoàng Bắc Nguyệt lại chẳng thèm ngó tới, nàng không dự định quen với Tống Mịch, không phải là bởi vì mặc liên ở đây, mà là bởi vì nàng không muốn kế hoạch của mình có bất cứ cạm bẫy nào, cực nhỏ cũng không thể nào có. Tiêu Gia Vương tuy trước đây đối xử tốt với nàng, nàng cũng lại chẳng có một lần nào vong ân phụ nghĩa, tuy nhiên, muốn nàng thành thật tin tưởng một người 5 năm rồi chưa từng gặp, tuyệt đối không thể. Đừng nói hắn là Tống Mịch hiện tại chiến giã đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng lại không lựa chọn bại lộ ra thân phận. Đó là về vấn đề nguyên tắc. Nàng xuất đạo nhiều năm, luôn luôn kín đáo và cẩn thận, chưa bao giờ đặt mình vào bên trong hoàn cảnh nguy hiểm. Diệu ca nghe giọng nói hết sức lông bông và khinh thường đó lại khiến cho vô cùng tức giận. Trong cảm nhận của nàng, tiêu giao vương giống như là một vị thần, sao có thể cho phép người khác nhạo báng, ngạo mạn đến hắn. Nhà đầu, điều ngoà vô lễ, xem ta xử lý ngươi người đâu nàng vừa tới muốn hô người tiểu gia vương lại giơ tay ngăn cản ánh mắt thâm thúy nhìn hoàng bắc nguyệt nguyệt nhi ai là nguyệt nhi của ngươi nếu như còn dám nói lung tung coi chừng ta sẽ rách cái mồm của ngươi hồng liên điêu ngoa cuồng ngạo đương nhiên sẽ không thể nào cho phép có người biến nàng trở thành một người khác tiểu gia vương lại rất tỉ mỉ nhìn nàng trong chốc lát từ trong ánh mắt kiêu ngạo khinh thường thái độ lãnh ngạo không thấy cực kỳ nhỏ bóng dáng của hoàng bắc nguyệt nàng ấy không phải là Nguyệt Nhi nhưng mà dung mạo lại tương tự như vậy khiến cho hắn có một chút không tỉnh táo bổn vương lại tưởng rằng mình nhìn thấy cố nhân ai ngờ đã nhận nhầm thật lễ rồi xin cô nương hãy thứ lỗi chậm rãi thấy được rõ ràng biết rằng nàng ấy không phải là Hoàng Bắc Nguyệt tiểu giao vương cũng đã tỉnh táo lại nhò nhã lễ độ xin lỗi Hoàng Bắc Nguyệt lại không che giấu vẻ mỉa mai trong con người linh động nhẹ nhàng chuyển giống như là gợn nước trong suốt động lòng người. Trên cõi đời này, mọi thứ giống với ta cũng sẽ bị chết dưới lưỡi đao của ta. Nguyệt nhi của ngươi giờ phút này chỉ sợ ở trong địa ngục rồi đó. Nghe xong lời này, trên khuôn mặt tuấn giật của tiêu giao vương xuất hiện một vẻ không vui, nhưng mà dù sao vẫn rất bình tĩnh, không tức giận, chỉ thản nhiên nói. Cô nương lại nói đùa. <laughs> người nào mà thèm nói giỡn với ngươi? Hỏa Bắc Nguyệt lại cười khẽ ngay lúc này mạc liên hình như cũng đã nghe thấy động tính đi ra khỏi khoang thuyền hắn toàn thân lãnh khốc lãnh liệt như xương khuôn mặt tái nhợt và khóe mắt có cây hoa kết ngạnh càng làm trong lòng người ta phát lạnh diệu ca vừa thấy hắn theo như bản năng nhích lại gần tiêu giao vương tiêu giao vương lại nhìn mạc liên chậm rãi đi tới cẩn thận nhìn hắn và hoàng bắc nguyệt các hạ là hồng liên hoàng bắc nguyệt nhất thời lại cười ha ha không ngờ thanh danh của ta lại cũng có người biết tới tại ngay cả nơi thâm sơn cùng cốc này đây. Người, đúng là tự đại. Diệu ca lại không nhịn được nói. Tiểu gia vương mỉm cười, nụ cười không giống vừa rồi âm nhã và tuấn giật, ngược lại dẫn theo một vẻ lãnh đạm và xa cách. Đại danh của Hồng Liên các hạ, giống như sấm đánh bên tai. Cô gái này là Hồng Liên, thiếu niên quỷ dị là mặc liên không thể nào sai lầm. Thần chết của điện quang diệu phía trước hắn đương nhiên sẽ không thể nào hành động thiếu suy nghĩ đi trêu chọc hắn mặc liên đi tới bên người nàng hai mắt mặc dù không nhìn thấy nhưng mà lúc hắn ngước mắt lên vẫn có uy lực trực tiếp uy hiếp tự như là từ khi sinh đạn ra đã có tống mình vô tình nói chuyện với người của điện quang diệu nhưng xem ra phương hướng thuyền của bọn họ tự như hướng về phía đô thành là lâm hoài là cố quốc của mình hắn lại nói hai vị lại muốn đi thành lâm hoài sao đúng như vậy hay là tiêu giao vương lại muốn vị ca cơ xinh đẹp kia Học đường hát theo chúng ta mà đi Hoàng Mắc Nguyệt lại trêu tức Diệu Ca Diệu Ca là một mặt im lặng Có thiếu niên quỷ dị ở đây Nàng lại không dám nhiều lời Chỉ có thể cắn môi Về mặt bị nhục nhã trốn vào bên trong khoang thuyền Mâu thuẫn giữa phụ nữ và phụ nữ Tiêu giao vương tất nhiên là sẽ không can thiệp Không để ý tới Diệu Ca nữa Nhưng mà đôi mắt của hắn lại trầm lạnh xuống Nước Nam Dực là cố hương của bồn vương. Hai vị đi vào, mà kệ xuất phát từ mục đích nào, bổn vương hy vọng cô không nên thương tổn tới người vô tội. Điện quang diệu chúng ta làm việc, khi nào mà tới phiên ngươi quan tâm? Hoàng Bắc Nguyệt lại hất cầm, coi chơi bằng vung. Ta chỉ biết rằng, kẻ nào dám cản đường ta, ta sẽ khiến cho người đó xuống địa ngục trước. Nói xong, nàng lại vẫy vẫy tay cho lão trương chèo thuyền, để cho hắn dừng buồm, mau chóng tiến tới. Rất nhanh lại bỏ xa thuyền lớn của tiêu giao vương. Quay đầu lại có thể nhìn thấy, Áo dài màu xanh đứng ở trên mép thuyền Xa xa nhìn bọn họ rời đi Vương gia Bọn họ vừa đi Diệu cao mới đi ra khỏi khoang thuyền Khẽ cắn môi đỏ mọng Nhà đầu đó thực sự rất là vô lễ Vương gia có muốn cho người dạy dỗ cô ta một chút Bọn họ là Mạc Liên Và Hồng Liên của Điện Quang Diệu Người hẳn đã nghe qua Tiểu gia Vương thấp giọng nói Gió sông thổi làm cho sợi tóc của hắn ngồn ngang Nhưng hắn vẫn ánh mắt thâm trầm thần bí khó lường. Diệu ca cầm miệng không nói không cam lòng. Điện quang diệu thế lực rất cường đại, nàng đương nhiên là biết. Mặc liên cùng với Hồng Liên tất nhiên đã từng nghe. Hai người này cường đại như vậy, nàng quả thực không thể nào dễ trêu. Chậm rãi ngồi xuống, nhặt quạt giấy, đưa lên cho tiêu giao vương, Cùng kính. Hai người kia đi vào trong thành lâm hoài, vậy không biết là sẽ gây nên sóng gió gì nữa. Vương gia, chúng ta có nên can thiệp vào hay không? Tiểu Gia Vương nhẹ nhàng mở quạt giấy, bộ dạng buồn bã và mất mát. Nước Nam Dược hôm nay đã không còn gì để lưu luyến. Từ trước ta bảo vệ nó là bởi vì có người để cho ta tranh đấu. Mà này, ta vì ai mà chiến đấu đây? Diệu ca vành mắt đỏ lên, nhẹ nhàng nức nở. Vương gia xin đừng lo lắng. Bác Nguyệt Quận Chúa sẽ là cát nhân thiên tướng. Tiểu Gia Vương lại cười khổ, trong con người lại khiến cho người ta không hiểu được thầm ý Diệu ca lại nói Vậy để diệu ca vì ngài Sướng lên một khúc nhạc nhé Phía đông Bên bờ sông Vũ Thần Bình Yên rộng trăm dặm Mình mồng bát ngát Nơi này hôm nay là bến tàu lớn nhất của nước Nam Dực Bởi vậy phồn hoa và cường thịnh Dân cư đông đúc Nơi này mặc dù cách thành lâm hoài cả một đoạn đường Nhưng vì đường thủy không thông với đường bộ Cho nên chỉ có thể rời thuyền Đi đường bộ Tiêu Giao Vương cũng đã rời thuyền Đi tìm một chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một lần rồi mới khởi hành tiếp không biết có phải trùng hợp hay không bọn họ lại cùng với hoàng bắc nguyệt ở chung một khách điếm người của tiêu gia vương vốn lại muốn bao chọn khách điếm nhưng mà khi nhìn thấy hoàng bắc nguyệt tiêu gia vương lại liền ngăn trở thủ hạ khách điếm này cực kỳ náo nhiệt cho nên rất nhiều thương khách vào ở cũng lại chẳng thiếu lính đánh thuê bên trong lúc tiêu gia vương đi tới đã nghe được mấy lính đánh thuê cao giọng đàm luận chuyện vương lệnh của lính đánh thuê rất nhiều người vây quanh bên ngoài lại để cho bọn họ lắng nghe Vương lệnh của lính đánh thuê đã xuất hiện trở lại trên thế gian. Chúng ta tự nhiên là trung thành ủng hộ vua của lính đánh thuê. Nhưng mà đáng tiếc, cây to đón gió, thử hỏi người trong thiên hạ này, ai mà không muốn có được vương lệnh của lính đánh thuê chứ? Điện quang diệu và thành tu la đúng là cũng muốn, Ta lại nghe nói, ngày trước tại nước Tây Nhung, cao thủ của Điện Quang Diệu cùng với Thành Tu La đại chiến với vua của lính đánh thuê chúng ta. Trong đó, có mặt liên của Điện Quang Diệu lại còn có ma thú vương tộc của Thành Tu La cùng với một con siêu cấp thần thú thần bí khó lường. Vậy, các người có nhìn thấy hay không? Chỉ là đứng xa mà nhìn thôi, có dám tới gần đâu. Tuy nhiên, trận đại chiến này quả như là dung chuyển đất trời. Vua của lính đánh thuê tuy chỉ là một cô gái lại có thể đối kháng cùng với rất nhiều cao thủ, không khỏi khiến cho người ta rất là bội phục mọi người đều gật đầu nhưng mà hào khí thoáng một cái có một chút trầm mặc dường như lại chẳng muốn đề cập đến những chuyện thương tâm các lính đánh thuê khác hào sảng trượng nghĩa cũng lại uống rượu buồn bực thấy bầu không khí như vậy có một thương nhân liền không nhịn được lại nói ta nghe nói vị vua của lính đánh thuê đó thân phận cao quý là bắc nguyệt quận chúa của nước nam dực cái này là đồn đại thật hay giả vậy tiêu gia vương đang muốn đi lên trên thang lầu bước chân lại ngừng lại sau đó trực tiếp dừng lại nghiêng đầu nhìn lính đánh thuê đang nói chuyện. Trong đó, có một tên lính đánh thuê thoạt nhìn có một chút nhỏ nhã, thần sắc cũng rất buồn bã. Không sai đâu, vụ của lính đánh thuê đúng là bác Nguyệt quận chúa. Vậy thì tốt rồi, bác Nguyệt quận chúa thống lĩnh lính đánh thuê bên trong thiên hạ, đối với nước Nam Dực chúng ta, thực sự là một chuyện tốt mà. Thường nhìn là người của nước Nam Dực, vừa nghe lời này liền cao hứng vỗ tay. Nhưng lính đánh thuê lại mất hứng nói. Được cái gì chứ, nếu như mà quận chúa không có thần phận vua của lính đánh thuê hắn sẽ ở trong khuê phòng học tập thi thư lễ nghi tương lai lại gả cho một nhà khá giả tội gì mà lạc tới hiện tại chứ nói được một nửa lính đánh thuê kia liền cầm mồm không nói gì giọng nói có một chút nghẹn ngào đồng bạn của hắn an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn à, đúng là vận mệnh trêu người mà thường nhân kia lại rất khó hiểu nhìn bọn họ cá vị đại nhân à thế rốt cũng đã xảy ra chuyện gì Bác Nguyệt quận chúa Linh đánh thuê dường như lại rất tỉnh táo Uống một ngụm rượu to rồi nói Đều nói Cây to đón gió Vương lệnh của Linh đánh thuê vừa mới xuất hiện liền đã dẫn tới khắp nơi tranh đoạt Một lần kia bác Nguyệt quận chúa bị trọng thương Sau đó Điện Quang Diệu lại phái hồng liên ra Giết chết quận chúa rồi Chén rượu trong tay thương nhân lại rơi trên mặt đất nát bấy Lắc đầu thở dài à, Đúng là đáng tiếc mà Đúng là cảnh xuân sặc sỡ tươi đẹp Đáng tiếc cho hồng nhan bạc mệnh. Đang nói, đột nhiên có một người sông tới, lại hồ lớn. Không thể nào. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng được bóng người, cây bàn liền đã bị ném đi. Mấy linh đánh thuê lại là nam nhân nhiệt huyết, có người tới khử khích mình, tất nhiên sẽ không khách khí. Đều lại rút kiếm ra, quát. Kẻ nào, tại sao lại quấy rối Vừa mới rút ra kiếm, đối phương đã có hơn 10 đạo quang kiếm dày đặc, hàn khí lóe sáng trước mắt. Mấy vị linh đánh thuê này liền đã bị bao vây Ngay lúc này Linh đánh thuê mới nhìn cho rõ ràng Vừa rồi phát lại Đây ném ra cái bàn của bọn họ Là một nam tử quần áo đẹp đẽ và quý giá Tuần Mỹ và phong giật Nam tử kia lại trừng mắt nhìn bọn họ Hốc mắt có một chút phớt hồng Người này vừa nhìn đã biết không phải là người thường Nhìn hộ vệ huấn luyện nghiêm trình của hắn là biết Mấy linh đánh thuê này Cũng là những người biết điều Không muốn nháo sự Một số linh đánh thuê nhỏ nhã nói chúng ta là đoàn lính đánh thuê phong dương vậy xin hỏi có gì chỉ giáo tất cả những gì các người vừa nói đều là nói linh tinh có phải không tiêu gia vương tống mịch nói ra từng chữ thần thái cùng với ngữ khí cũng đã nhìn ra được hết sức bì thường làm cho lòng người ta chua xót chúng ta tại sao lại nói lung tung chứ chúng ta là lính đánh thuê ở công hội lính đánh thuê lập ra khế ước tại sao lại nguyền rủa chính vương của mình được Linh đánh thuê lại tỏ ra không vui bọn họ cho dù có nói lung tung cũng sẽ không bao giờ lấy chuyện sống chết của vua của mình ra để mà nói không thể nào tiểu giao vương giống như là thoáng cái mất đi hết khí lực toàn thân cước bộ không yên giống như là muốn ngã xuống may mắn người phía sau lại kịp thời dìu đỡ hắn tống mịch lại vô lực nói đi lập tức trở về đô thành vâng vâng ra thủ hạ không dám chậm chế tất cả mọi người lập tức vội vã đứng dậy còn một đám người dìu tiêu giao vương đi ra ngoài linh đánh thuê không hiểu chuyện gì xảy ra tự nhiên lại cũng chẳng biết vừa rồi nhìn thấy chính là luyện dược sư cấp cao nhất của nước nam dực thậm chí cả đại lục tạp nhĩ tháp này nếu như biết tới không chừng lại còn phải khách khí với hắn vài phần trên lầu hai họ bắc nguyệt đứng sau cây cột yên lặng quan sát hết thảy giống như có điều gì đó suy nghĩ nhìn bóng lưng tiêu giao vương rời đi hồi lâu mày cũng không giãn mở nghĩ vừa rồi ánh mắt tống mịch vô cùng bì thống cái loại bì thống đó không phải là biết một người thân nhân đột nhiên qua đời mà là giống như bảo bối bảo vệ cẩn thận đột nhiên lại bị đánh mất nàng biết hắn bì thống là thật trong lòng đột nhiên có cảm giác đắc tội dâng lên tống mịch này thống khổ như vậy vậy thì chiến giã và anh dạ khi biết rồi sẽ như thế nào lại còn có hoàng đế vẫn tưởng rằng nàng là con ruột và thái hậu sẽ ra sao không muốn nghĩ nhiều hoàng bắc nguyệt lại xoay người đi vào trong phòng mặc liền Hắn không bị động tính bên ngoài quấy giày, một mình lại rất có hứng thú chơi đùa với các loại đồ vật vừa mua. Hồng Liên nghe được tiếng mở cửa, mặc Liên ngẩng đầu, lại cầm trong tay một đồ vật rất trịnh trọng. Cái này, rất nhiều hoa, cho ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, tiếp nhận đồ vật, để sát vào liếc nhìn, lại cười nói, rất đẹp. Những người đó đến tụi cùng là ai là địch, ai là bạn? Nàng căn bản vẫn không phân Phân ra được rõ Nhưng Mạc Liên không phải là kẻ địch Điểm này nàng có thể tuyệt đối tin tưởng Mạc Liên Chỉ mong rằng Người có thể vĩnh viễn đơn thuần như vậy Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi tự vào vai hắn Thấp giọng nói Bà vai Mạc Liên cứng đờ Sau đó lại không nhúc nhích để cho nàng tựa vào Nàng rất yên lặng không nói lời nào Không biết đang suy nghĩ gì Mạc Liên lại rất muốn hỏi Nhưng hắn biết không cần phải hỏi bởi vì bọn họ đã ở cùng nhau nàng muốn làm gì hắn cũng sẽ biết một đêm trôi qua rất nhanh khi hừng đông bọn họ ra roi thúc ngựa chạy tới thành lâm hoài đến tối bọn họ đã vào thành lâm hoài trong thành vẫn rất bình thường bình tĩnh bộ dạng không giống với phát sinh ra đại sự tuy nhiên nàng biết bọn người a tát lôi vài ngày trước đã mang tin tức nàng đã chết trở về giờ phút này trong cung khẳng định không thể nào bình tĩnh có điều trong cung cho dù nghiêng trời lệch đất, dân chúng cũng sẽ không thể nào biết. Đầu tiên, nàng lại mang theo mặt liên lén đi trong một vòng phủ trưởng công chúa. Không nghe được người nào khóc, có điều cửa lớn bị đóng chặt, hồi lâu lại cũng chẳng có người nào ra vào. Hết trường Hết tập 98, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Ngịch Thiên Hạ.